Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chánh án tòa tối cao, cấm dân, nghi ngờ thẩm phán Ngày 27 tháng 10 trên Facebook cá nhân của ông Nguyễn Huy Cường Có một bài bình luận với tựa đề Độc quyền hay ảo tưởng Tác giả kể là một câu chuyện thực tế rằng Tôi mượn hàng sớm một cái bẫy chuột về đánh Không một con chuột nào dính Tôi nêu thắc mắc thì người cho mượn bẫy giải thích Giờ cả sớm của ta dùng cái bẫy này Thời gian đầu thì rất hiệu quả, thời gian sau nhạt dần và giờ thì bọn chuột không dễ mắc nữa. Bọn chuột nghi ngờ sự nguy hiểm từ cái bẫy này. Thực tế là như vậy, mấy hôm sau tôi đánh bẫy bằng cách khác, chuột chết hàng loạt. Tác giả nhận xét, có thể suy ra ngay từ hình ảnh này, nghi ngờ là một thuộc tính của loài có não từ chuột, chó, rắn, hổ báo vân vân. Con nào càng thông minh, tính nghi ngờ càng cao và nó thọ càng lâu, phát triển càng tốt con người thì ở ngưỡng có chỉ số nghi ngờ siêu hạng từ thời mỹ châu trọng thủy trở về đây bài học từ mũi tên nỏ thần đã khiến cho con người dân nước việt biết nghi ngờ những gì đáng ngờ nhờ đó chúng ta có được gian sơn như ngày hôm nay hình ảnh status trên facebook nguyễn huy cường tác giả nêu một loạt tình huống gây nghi ngờ như việc một cô vợ thấy chồng chạy vội ra ngoài nghe điện thoại và xuống giọng trả lời nghi ngờ một đống tiền cả trăm tỷ ủng hộ đồng bào bị cháy chung cư mini mà nay chưa đến tay ai, nghi ngờ. Việc giải phóng nhanh đến kinh ngạc cho số heroin vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, nghi ngờ. Việc ông Nguyễn Huy Cường nghi ngờ và phản bác quyết liệt khi thấy hàng chục cửa khẩu vào Yên Bái, Lào Cai cuối năm 2022 bị dằn mặt test Covid dù họ mới test cách đó 70 km, nghi ngờ. Việc nở rộ mua in sách giáo khoa, sách ăn theo với giá trị 5 năm đủ để làm đường cao tốc Phú Thọ Tuyên Quang khiến muôn dân nghi ngờ bàn tay lông lá của bọn phản động giáo dục. Tóm lại, tác giả nhận định nghi ngờ là một trạng thái tâm lý khởi phát rất tự nhiên, như khi đi đâu về mà thấy trong phòng khách có một con rắn, phải nghi ngờ là còn vài con nữa nấp ở đâu đó, nếu không nghi ngờ mà ngã lưng ngay xuống cái nệm bên cạnh thì coi chừng mất mạng. Tác giả cho rằng này ông lớn ngành hành pháp muốn cấm tuyệt đối trạng thái này thì không hiểu cấm bằng cách nào. Hình ảnh phát ngôn của chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Và tác giả nếu thắc mắc nếu không tuyệt đối được thì trong 96 triệu dân mà còn khoảng 95% không tin tưởng vào cái gọi là sự thanh liêm của các bao công cốc thì vẫn nghi ngờ ông định xử bằng cách nào. Trong bộ luật hình sự không có điều khoản nào xử vụ ai đó, nghi ngờ ai đó. Tác giả tiếp tục kể là một câu chuyện của bản thân. Năm học lớp 6, tôi đã thắc mắc với cô giáo dạy văn khi chuẩn bị làm bài luận có tựa đề cho trước tại sao chúng ta phải kính trọng cha mẹ. Tôi đề nghị cô bỏ chữ phải đi. Tác giả cho rằng nếu cha mẹ thuần túy nghĩa cha mẹ làm làm vất vả để nuôi con thì yêu thương cha mẹ là chuyện thường nếu cha mẹ thuộc loại cơ bạc rạc dày, phá già chi tử, vô trách nhiệm, bỏ bê con cái, bạc nhược với bề trên thì tại sao phải kính trọng? Tương tự tác giả bình luận nếu cánh thẩm phán đáng kính trọng thì không ai rỗi hơi mà nghi ngờ các ông bà. Nhưng nếu các ông không xem xét việc tòa ra chợ mua vật chứng để hoàn tất hồ sơ vụ án mạng thì làm sao người dân khỏi nghi ngờ? Còn cách dùng hai chữ tuyệt đối trong văn cảnh này thì tác giả hơi nghi ngờ trình độ triết học của ông. Xin một lời trao gửi chân thành, tuyên ngôn này của ông tạo ra nhiều nghi ngờ cho cộng đồng về nhiều mặt nơi ông. Còn tác giả như cách nói của Descartes, tôi nghi ngờ do đó tôi viết status này. Tác giả tự nhận là dân gốc miền đồi, có lời khuyên cho các bạn hãy thận trọng khi vào rừng, sắp ngã lưng xuống sàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Chảnh án tòa tối cao cấm dân nghi ngờ thẩm phán Israel nhận trái đắng vì tin vào Nga Ngày 26 tháng 10, AFI tiếng Việt có bài bình luận Mù quán tin vào Putin, Israel cay đắng chờ dịp rửa hận Theo đó, một tờ báo của Pháp ngày 25 tháng 10 phân tích Netanyahu, vì sự mù quáng của chính mình trở thành nạn nhân bị ông bạn Putin bỏ rơi như thế nào và mối quan hệ Nga-Israel đã rơi rụng. AFI cho biết Israel đã làm ngơ Ukraine và thân thiết với Nga để chặn Iran. Đó là một liên minh trái với tự nhiên do liên hệ về chính trị, văn hóa, kinh tế và lịch sử giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Lẽ ra Israel cùng đứng về phía phương Tây khi Nga xâm lược Ukraine Thế mà nhà nước Do Thái lại từ chối vũ trang cho Ukraine dân chủ do một người gốc Do Thái lãnh đạo và không tham gia trừng phạt Moscow. Hình ảnh bài bình luận trên AFI. Tuy nhiên, sự bất thường về địa chính trị này đã không còn nữa khi Kremlin tỏ ra bên vực Hamas và có những tuyên bố bài Do Thái của các quan chức Nga, kể cả Vladimir Putin, so sánh việc phong tỏa Gaza với trận Leningrad của Đức Quốc xã AFI dẫn ý kiến của chuyên gia Sarah Fenberg cho rằng Israel cần nhất là ngăn chặn Nga chuyển cho Iran các vũ khí tân tiến như tiêm kích. Bên cạnh đó, cộng đồng Do Thái gốc Nga ở Israel lên đến 1 triệu người, chiếm 15% dân số. AFI phân tích về lịch sử, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên công nhận Israel vào năm 1948 do Stalin muốn chống lại ảnh hưởng của Anh ở cận Đông khi quan hệ với Mỹ trở nên lạnh nhạt dưới thời Tổng thống Barack Obama, Israel xích lại gần Nga hơn. Năm 2014, nhà nước Do Thái không lên án việc Nga sáp nhập Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần gặp gỡ, nhưng rốt cuộc Israel cũng mù quáng trước Nga như phương Tây. Ngỡ rằng Kremlin cũng muốn chống quân thánh chiến và đẩy lùi Iran ở Syria, trong khi Iran cung cấp hàng loạt drone cho Nga để tấn công Ukraine. AFI bình luận, việc Nga không hề lên án Hamas từ hôm 7 tháng 10 cho thấy chính sách của Israel là vô nghĩa. Thay vì bày tỏ sự thương cảm các nạn nhân vụ thảm sát, Vladimir Putin xoa tay hài lòng. Cuộc chiến tranh mới của Israel là món quà từ trên trời rơi xuống. Bên cạnh đó, một trục mới đã hình thành từ cuộc chiến Ukraine giữa Nga và Iran, Trung Quốc Bắc Triều Tiên có thể kể thêm các nước phương Nam, thế nên Moscow đứng về phía Hamas và Iran. Hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc hội đàm ở Kremlin năm 2020. AFI dẫn khẳng định của cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko cho rằng Nga đóng một vai trò trong vụ tấn công khủng bố của Hamas diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của Putin bởi lính Wagner đã được điều từ Syria sang Gaza để giúp chuẩn bị cho vụ khủng bố vào ngày 7 tháng 10. Theo AFI, trong những năm gần đây, Kremlin đã hai lần tiếp đón thủ lãnh Hamas, củng cố quan hệ với Iran và Hezbollah, tóm lại là với tất cả những kẻ thù của Israel. Theo các nguồn tin khác, máy chủ Internet của Hamas đặt tại văn phòng ở Moscow. Dù vậy, chính quyền Israel vẫn chưa thay đổi chính sách với Nga khi Volodymyr Zelensky muốn đến Israel để tỏ tình tương trợ. Ông được lạnh lùng trả lời là chưa phải lúc. Israel không muốn làm nặng thêm mối đe dọa Iran tránh đối đầu với Nga. AFI dẫn một tờ báo Pháp cho biết Hamas rất ngạc nhiên vì sự chậm chạp của lực lượng an ninh Israel trước nhóm đột kích. Mỹ giải thích, nhánh chính trị của Hamas mà các thủ lãnh đang ở nước ngoài không biết về vụ tấn công này do nhánh quân sự tự thực hiện, trong khi tình báo Israel chỉ có tai mắt nơi nhánh chính trị. Các phương tiện giám sát từng tiếng không nhận ra dấu hiệu nào về vụ tấn công. Nhánh quân sự Hamas từ lâu dùng cách liên lạc thô sơ nhưng hiệu quả, tránh được kỹ thuật nhà lén. Chính Hamas cũng ngạc nhiên không nghĩ rằng họ có thể ở lại lâu như thế trên lãnh thổ Israel và bắt bấy nhiêu con tin đem về Gaza những kẻ khủng bố trong nhiều tiếng đồng hồ mặc sức gieo rắc sự kinh hoàng tại các kibot tình báo châu âu đang rất lo ngại vì nếu israel nổi tiếng về mặt này mà còn thất bại thì làm thế nào đối phó với mối đe dọa tương tự quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin israel nhận trái đắng vì tin vào nga Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d